cơ cứu đó là cái đại phần, thứ nhất đó là cái đại phần, nhưng mà nó dùng để hỏi, ha, cái dòng để hỏi giống như là hu quá. Nó vô tỉnh Nam á, nó vô tỉnh Nam á thì cái dạng chủ cách xuất của nó là cô, à, cô. Nếu vô tỉnh Trung á thì chủ cách xuất của nó hay và cảm trực của cách xuất của nó luôn là kịch. À, trung tính thì luôn luôn ha, chủ cách tiếp trực của cách xuất là khi nhập nó nhập ha, này mọi người nhớ là ha, trung tính. Còn nếu nó tự tính á thì chủ cách xuất của nó là ca. À, đây ha, không hai dạng. Thank you.
đó là đây là gì, là căn, đúng không? Nếu xem cái luật đó thì đây nó mới là căn, nhưng mà không, nó chèn gặp S vô thêm cái quy hợp kê, kê sản này, kê sản nó hơi khác biệt ở chỗ này. Rồi việc của các cái sức căn này nó phải trở lại phần kê, kê phí phút thê hi, phút thê phí, thì đây là kê, kê phí. Vị trí khác thì cũng giống ha, kê su, kia là phút thê su. Đó thì cơ bản là nó còn theo cái của mình, còn theo cái quy tương của cái danh từ thành tính là một ngàn, cái danh từ trung tính là một ngàn, thì có cái các số này ví dụ đây, ở đây kê sản, kê sản kia thì cũng vậy ha, cái này thì ca sanh, sau các giấy cung cấp thì nó là ca sanh, ca sanh này, ví dụ của các sư tăng thì nó trở lại một ca phi, ca phi, ca su, ca su. Tức là mình chỉ cần lưu ý cái sở các cái giấy cung cấp rất nhiều mà, cho cả ngoại tình này, rồi cái chủ cấp với cái cung cấp của hành tinh. Số nhiều, nó khác khác chút, nó lại là dọc cái dịch tận. Rồi, thì mình sẽ có thêm một cái dạng một từ quy nữa của Pali ha, là một từ Ati. Ati vì tu vi mà, tu vi nghĩa là dịch ra hôm nay thì là có một loại tương đương với is a từ tiếng Anh đó. Thì cái loại quy cách của nó đây ha, ví dụ như ati sato có nghĩa là có một chúng sinh, nó tương đương với cái công thức tiếng Anh là days being, being là chúng sinh nha, being cái chúng sinh ở trong Pali mình mà dịch qua tiếng Anh á là viên, cái từ đó là từ mà được công nhận rộng rãi nhất, được dùng nhiều nhất tới giờ, còn viên không thể không có nhiều từ ngữ mà học Pali qua tiếng Anh theo thời gian thay đổi, chúng ta cái viên thì quên không, thì cũng về đây từ đầu dịch ra từ thảo đầu tiên tới giờ viên là chúng sinh. Thì nó tương đương có chút tiếng Anh là days of being, là con chúng sinh, là ati sato, sato là chúng sinh, đây là chủ các xuất, nó là danh từ nam tính là quần a ha, quy mẫu là sattva, thì chủ các xuất là sato ha, thì ati sato, ati có nghĩa là có, thì ati sato có nghĩa là có một chúng sinh nào đó ha. Rồi cái bảy cách đầy đủ qua thì lại ha, cái môn nhất thì nó là asmi và api, thứ nhiều là asma và amha, tức là cái quy tắc của nó là thuộc quy tắc, thuộc quy tắc chứ không giống như cái động từ bình thường, mà cho nên mình cần lòng lòng chứ mà nó mang nó cũng na ná một chút. Asmi api ha, số nhiều của môn nhất là asma amha, số của ngôi hai là asi ha, thì cũng giống cái đuôi si đó là asi, số nhiều của hai là attha ha, thì cũng có cái đuôi tha đó mà đây là attha, nó có quy tắc khác. Ngôi ba số thì là ati ha, đó chính là nó là ati là ngôi ba số, ngôi ba số nhiều là san ti, nói chung là nó có quy tắc. Hầu như các động từ tui của các ngôn ngữ lớn đầu là nó đều có quy tắc đó, nó theo quy tắc của ngôn ngữ tiếng Anh cũng vậy đó, đúng không? Is a khác, còn những cái động từ khác thì thêm s là es, nó còn số nhiều giữ nguyên, play là chơi, play, plays vậy đó, được vậy. Nhưng mà is thì a không có giống nhau, không có quy tắc. Thì hầu hết các ngôn ngữ trong cái hệ câu động từ nguyên đều có quy tắc đó. Rồi, một tỷ ha, một dạng động từ tu biến hai của Bali là
lý. Thì nó sẽ dùng tráo lẫn với nhau hết, thực chất các động từ của Bi của Bali qua các động từ nó dùng tráo lẫn với nhau hết, không có gì hết. Nó chỉ khác một số sắc thái này, như đây nó nói. Nó còn có nghĩa hôn thi, nó còn như là trở thành, tức là tương đương với tiếng Anh là become. Và nó có thể được dùng trong câu ngắn lòng. À, tức là sự kiện trong câu ngắn lòng, còn thi thì nó ít sự kiện trong câu ngắn lòng hơn. Mà thực chất là nó dùng trao đổi cho nhau đó. Ví dụ, Ittha, Phikhu, Sirawa, Hồ Ti, là ở đây vị tiền cứu thì đức hạnh, là vị tiền cứu có đức hạnh được, tại vì cái khu là danh từ dùng các xuất là vị tiền cứu, còn Sirawa là tính từ ở đây có nghĩa là đức hạnh, thì đây là câu đọc cái khu Sirawa mô tiên theo là vị tiền cứu thì is amongst the water. Tức là cái bài trước mình học câu ngắn gọn thì mình biết là sao, là câu ngắn gọn thường nó sẽ không cần động từ tư duy sự kiện, đúng không? Tại vì sẽ giảng được đi. Thì ở đây cái ý nói là nếu mà động từ tư duy của sự kiện á thì đa phần á là sự kiện hoặc cái động từ là ô tí, chứ còn cái ánh ý này thì hầu như là không có xuất hiện ở trong câu này, mà sẽ xuất hiện trong những cái cấu trúc như thế này là có cái gì đó, cái ý nó là vậy. Này, còn cái bài trước thì một lúc không có gì, không có gì là câu thuật hết. Tức là ví dụ 80% thì cái câu này đọc là nó sẽ giảng được động từ của mình, thì 20% còn lại là có động từ của mình, thì cái vấn đề trong 20% đó thì hầu hết nó sẽ xuất hiện là xuất hiện cái mô tí này, chứ không có xuất hiện cái ý này. Đó. Cơ bản nó đều là tu ý hết, mà nó sẽ khác nhau một số cái sắc thái. Rồi các bạn biết cách của cái ông mô tí này thì bình thường ha, hay cũng như là mô mi, mô ma, ha, mi ma, mô si, mô pha, chi ta, rồi ô lý, hoặc lý, và theo lúc quy tắc của một cái động từ. Rồi cái động từ bên tu viên thứ ba của Bali là pha quá tí, pha quá tí là một cái động từ quy tắc. Thì nó thường cũng dùng hai cái nghĩa là trở nên, tức là become. Rồi trong những cái dạng khác, ví dụ như là sau này trong hiện tại của từ á, thì nó cái hiện tại của từ của pha quá tí á, nó sẽ dùng, nó thay thế cho hiện tại của từ của tí, thì cái ô tí không có hiện tại của từ. Còn cái cách dùng nó thì nhận nhau thôi, nó trả lời. Đó đơn giản, còn người cứ nhớ là ba cái dạng động từ tu vi này của Bali á, pha quá tí, ô tí, với lại là ông thấy là nó dùng trao đổi lẫn nhau, đơn giản cái điều của nó là ba ông dùng trao đổi lẫn nhau, rồi đi vô chi tiết á thì nó khác nhau một số là mấy cái sắc thái, tức là nó chia ra, nó phân nhánh ra thì một số nó chuyên về này hơn, nó dùng ông thấy thì nó chuyên về cái cấu trúc câu này hơn, còn ô tí sẽ chuyên về ở trong con là mạnh hơn. Rồi pha quá tí thì cũng giống giống như của lòng tí. Hôm nay cơ bản là nó đều là tôi hết, chứ không có gì hết. Thì cái pha quá tí này bạn chi nó bình thường ha, nó sẽ theo luôn quy tắc luôn, cho nên không có gì cái bài của nó. Tức là pha hòa quy, pha hòa mạng, pha hòa si, vào hòa a, vào hòa đi, vào hòa đi, tập theo cái cụ này. Rồi, bây giờ cái a tí này đó,
có phủ định thì nó nên cái nay đi không mà không là quá quen rồi. Thì có điều là bây giờ nó ghép vô, nó ghép chặt vô luôn thì nó thành giống như một cái loại từ luôn là na tí. Thì chất na tí là na cộng với na tí à, thì bình thường bây giờ chỉ có điều là nó cắn chặt vô, tại vì cái này sẽ thường xuyên dùng, tức là na tí là có. Thì bây giờ giờ người ta nói cái chuyện không à, ta nói là bây giờ có thì ngược lại là không có thì là na tí là không có. Khi nó ghép với nhau, người ta bỏ chữ A ra các bạn. A, thí, chữ na. Đúng rồi. Nó nguyên tắc không không? Na với A, thí thì nó sẽ bỏ bớt một cái nguyên âm A đi. Tức là khi mà cô đọc, nó dính chụp lại nhau, cô đọc nhanh đó. Thì nó muốn chữ thì cô nhớ tí thì cũng tức nhẹ và cô hiểu. Na, A, thí đầu tiên có hai chữ, nó bị nó không A. A thí, đó bây giờ cô cứ đọc nè, A thí nè, thí nè, thí cô đọc nhanh 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 nhanh, thì tự nhiên cô sẽ hút chữ đi, rồi họ cô nghe, cô sẽ nghe ra cái là A thí. À, cái bản chất của cái hiện tượng học âm nó chỉ có vậy, là đọc nhanh thì nó hút chữ đó. Rồi, A thí, sa tô, ví dụ là vô ê hoàng sanh, ca A thí, à. Tức là không có chúng sinh mà chúng sinh đó chuyển dịch như thế, à, không có chúng sinh nào mà chuyển dịch như thế, không phải chúng nào mà. Rồi trực bộ các chỉ phương thức, à, cái điểm cuối cùng trực bộ các chỉ phương thức. Bây giờ đại từ ha, và đại từ nhân sinh chỉ định á, nhân sinh chỉ định, nhớ là đại từ nhân sinh chỉ định thì nó cũng quy cấp đúng không, cơ bản rồi. Thì giờ nói là cái trực bổ cấp, cái trực bổ cấp của đại từ nhân sinh chỉ định đó, sẽ có lúc đó nó bị biến thành trạng từ, tức là nó vẫn quy cấp bình thường, nó dùng như bình thường mà ngoài cái chuyện bình thường ra có lúc đó nó sẽ biến thành một cái dạng trạng từ đặc biệt, với cái nghĩa đặc biệt, ví dụ như tăng. Nếu mà tăng là trình một cách rất cổ của đại từ nhân sinh chỉ định là ba xô ba là trước mặt học tăng xa là trình một cách rất, thì khi mà dùng theo trạng từ nó có nghĩa là như vậy, như thế, tức là lúc này là trạng từ nha, chứ nó không có thay thế, nó không có chỉ định, nó thay thế cho cái danh từ nào đó. Cái chức năng thay thế chỉ định nó vẫn trùng nha, vẫn trùng như bình thường nha, chứ không phải nói là bỏ, không có bỏ gì, nó vẫn trùng như bình thường như trước mà nào. Mà ngoài cái bình thường ra sẽ có những câu khi mà mình thấy tăng nha, thì nó được dùng như trạng từ, thì lúc mà trạng từ nó có nghĩa là như vậy, như thế. Là tương đương với cái nhà là thus so. Kinh á, có nghĩa là ra sao, thế nào, được tương đương với lại hào, còn cái này. Còn khi mà nó dùng dùng theo chức năng đại từ nó có nghĩa là gì? Là cái gì, việc gì, tại vì nó là đại từ nghi vấn, nó là đại từ nghi vấn, thì để hỏi, thì nó là cái gì, hoặc là người gì mà người đó là cái từ đó trong Pali phải nói gì chúng tôi nghi vấn mà. Còn khi mà nó dùng như trạng từ đó, thì nó có nghĩa là ra sao, thế nào, how. Ví dụ ha, tăng kinh Mayantha. Mayantha là động từ ha, từ nếu mà dạng ngôi ba sức là Mayantha. Không thì Mayantha là ngôi gì? Còn Mayantha là ngôi gì? Ngôi hai xuất hiện, à, có nghĩa là các ngươi nghĩ thì kinh, kinh ở đây nó dùng cái trạng từ nghĩa ra sao, nào các ngươi nghĩ như thế nào, tăng nó là trạng từ thì nó nghĩa là như vậy, thì đáp vô là như vậy các ngươi nghĩ thế nào, à, các ngươi nghĩ thế nào là câu hỏi.
như vậy các ngươi nghĩ thế nào? Rồi Ê Văn ha, Ê Văn thì ngoài nghĩa như vậy, như thế như trước giờ nói đó, ai như vậy thế thì nó còn một trường hợp mà nó dùng như một cái lời xác nhận lịch sử. Ê Văn giống như quân giả, đúng vậy đó, quân giả tương đương với tiếng quân giả của quý vị đó. Tại vì Ê Văn phạm tê, thư vân là giả vân, bằng ngàn. Hà Nam Vĩ Hà Nam Vĩ Hà Nam Vĩ A Di Nam Vĩ
Ariyati. Ariyati. Paradarapi. Paradarapi. Yakjati. Yakjati. Musabi. Musabi. Fanati. Fanati. Yaksahoti. Yaksahoti. Dikgarata. Dikgarata. Ahitaya. Ahitaya. Dukhayati. Dukhayati. Ewangfate. Ewangfate. Tangkinmanyata. Tangkinmanyata. Sangha. Sangha. Atirosoti. Atirosoti. Ewangfate. Ewangfate. Yabaruti. Yabaruti. Kohan. Kohan. Sangha. Sangha. Eva matang wadami. Eva matang wadami. Lutho ho ayam. Lutho ho ayam. Sangha. Sangha. Yabana chitto. Yabana chitto. Wadami. Wadami. Hanati. Hanati. Adinafi. Adinafi. Adiyati. Adiyati. Paradarapi. Paradarapi. Gacchati. Gacchati. Musabi. Musabi. Fanati. Fanati. Yaksahoti. Yaksahoti. Dikgarata. Dikgarata. Ahitaya. Ahitaya. Dukhayati. Dukhayati. Ewangfate. Ewangfate. Tangkin manyata sangha. Tangkin manyata sangha. Ati mohoti. Ati mohoti. Ewan pate. Ewan pate. Awi. Awi jati. Awi jati. Koan. Koan. Sangha. Sangha. Eta matang warami. Eta matang warami. Munho ho ayam. Mutho ho ayam. Sangha. Sangha. Avijagato. Avijagato. Panambi. Panambi. Hanati. Hanati. Adinambi. Adinambi. Adiyati. Adiyati. Paradarambi. Paradarambi. Yakjati. Yakjati. Musabi. Musabi. Panati. Panati. Yaksahoti. Yaksahoti. Dikgarata. Dikgarata. Ahitaya. Ahitaya. Dukhayati. Dukhayati. Ewangfate. Ewangfate. Tangkinmayata sangha. Tangkinmayata sangha. Ime dhamma kusala. Ime dhamma kusala. Wa aku salawati. Wa aku salawati. Aku salafante. Aku salafante. Sawakya. Sawakya. Wa. Wa. Anawakya. Anawakya. Wati. Wati. Sawakya fante. Sawakya fante. Binyugarahita. Binyugarahita. Wa. Wa. Winyu basatawati. Winyu basatawati. Winyu garahita fante. Winyu garahita fante. Dan mengkongkai như vậy đó như vậy.
Giết hại sinh
vật. Đúng rồi, giết hại sinh vật và sát sinh. Hại sinh vật. Rồi, biết. Đơn giản rồi đúng không? Lấy vật chưa cho. Đúng, lấy vật chưa được cho, lấy của không cho. Đi đến quả của người khác. Đó, ok, rồi, ngay, rồi. Nói dối. Đúng, nói dối. Nói dối. Đúng, nói dối. Thì chính những cái nãy giờ. Đúng, chính xác. Đó. Danh sau, tuy là chính cái nãy giờ. Đúng, chính xác. Là... đó, cái đó. Giờ, đó. Suốt thời gian dài. Đúng, suốt thời gian dài. Chính cái người đó đó bị khổ và bất lợi. Rồi đúng cái ý thì đúng, nhưng mà cái con chú nghe trong này thì ô tuy nè. Chính cái đó thì rồi, đúng. Bị khổ. Đúng vậy thì cái áp sát này nó là chính cái người và cái người làm những việc mà sự là đúng rồi rồi bị khổ dễ một cách gì bị khổ và không lợi ích rồi bất lợi rồi bây giờ suốt thời gian dài đúng rồi rồi bây giờ nè. Cái danh này là nó chỉ mấy gì cho nó là con nói đúng rồi. Bây giờ cái này là a xá là âm danh, xá là âm của danh chứ là a xá đúng không? Thì a xá là cách gì? Là giảm một cách. Giảm một cách rồi vì có đúng không? Giảm một cách sớm thì họ cô giảm một cách đây là giảm một cách gì? Theo chỉ cách gì? Chỉ cái người mà hành động cái việc đó. Giác của các sơ thì là không có được. Đi nha, là đại từ nhân sinh chỉ định. Đúng, đại từ nhân sinh chỉ định. Nhưng mà trong cái giác bổ cách, trong những cái cách đó, mà cậu ví dụ như sở bổ cách, như thuốc từ, bổ cách gì đó, thì giác bổ cách đây là giác bổ cách gì? Là thụ hưởng. Đúng, đó, giác bổ cách thụ hưởng. Chính xác. Người đó làm cái việc đó thì phải bị những việc đó. Bị việc đó đúng, chính xác. Bị cái gì? Bị Ahitaja, chúng ta trao. Đúng, Ahitaja, đúng, chính xác. À. Thì cái Hoti này, cái Hoti ở đây thực chất nó dùng được cái công thức của Sanquat Hoti á. Nói là nếu tưởng tượng đây nó là Sanquat Hoti thì là Sanquat Hoti nó sẽ đi giới. Dạng cổ cách, nhớ không? Công thức đó thì Hoti nó cũng giống như vậy, nó cũng đã được dùng như sắc bóp và tí thì công thức chung với cái một cách thì lúc đó mô tí và thì là đúng không thì nó đi với cái này thì nó sẽ được dùng với cái nghĩa là nãy mình học đó là trở thành là đưa mới nhập tới ở đây là tìm nhập tới được tức là chẳng sao không các việc đó các việc ở trước này các việc đó dẫn đến bất lợi đau khổ cho người đó trong thời gian dài. Cô tí đây nó như là sắc quá và tí vậy, chứ không có gì cả. Nghe tiếng Anh đó thì nó sẽ nôm na là days, body hoặc là pussy to him for a long time, suffering. Thì suy nghĩ so với cách to him for a long time. Chăng ở đây là suốt ha, suốt nhưng nó có thể chỉ nhiều việc ở phía trước mặc dù nó là suốt thì lúc này nó chỉ các việc ở trước với tư cách là nhỏ thì nó vẫn có thể dùng hay suốt có hiểu không? Tức là ở trước có ba việc đúng không? Sát sinh để khổ cho nó vốn năm việc chứ đi đến quả người nó không là năm việc tức là số nhiệm thì các bạn đây nó phải là dê đúng không nhưng mà chắc là số
nó vẫn có thể dù dàng trong đó mình hiểu là năm việc này nó gom lại thành một nhóm, tại vì bản chất năm việc này nhau là năm việc sai, năm việc khổ, nếu nó gom lại thành một nhóm thì nó sẽ dùng hết sức được. À, nó không dùng hết sức được. Dạ, ok, anh biết được không? Nếu đấy, mấy đau quen, mấy kia đau quen, để qua phát tê hả? Vâng. Cảm ơn. Cô nhà, con nhà. Rồi, rồi. Rồi qua tới đây ha, thì giống như Trang ha, chỉ đổi cái. Lô số. Lô số là xong. Đây là ác lý hiền mùi đó, đổi từ còn có những câu như vậy đó. Tức là như thế, như vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Này sao ha? Có sân hay không? À, tư vân và ngài. Này sao ha? Có định nghĩa sân là sự ác ý. À, người tức giận, người có tâm ác ý đó giết hại sinh vật, lấy của không được cho, đi đến vợ người khác, nói dối, những điều ấy đưa đến bất lợi, đau khổ cho người ấy trong thời gian mong dạ. À, lưu vân bằng ngàn. Ở tới đây thì xin ha. Như vậy, các ngươi nghĩ thế nào? Hỏi sa ha, có si hay không? Thưa vân bạch ngài, này sa ha, ta định nghĩa của nó là vô minh. Người ngu độ, người vô minh đó, hỏi sa ha, giết hại sinh vật, lấy của không được cho, đi đến vợ người khác, nói dối, những điều ấy đưa đến bất lợi, đau khổ cho người ấy trong thời gian lâu dài. Thưa vâng, bác ngài. Lo qua lại cùng một câu cuối cùng. À, mời con hãy bắt đi học về cái câu cuối cùng này. Rồi, bảo mời đây. Có nó cái cơ. Không, ta đang là vợ. Ta đang là vợ, còn đương nhiên phải hiểu nghe. Đương nhiên phải hiểu nghe. Ừ, nhiều cái nó thật công thức là nó vậy. Mà mình phải hiểu chung là đã vợ rồi không? Nhiều cái nó quá rõ ràng rồi, đúng không? Chứ chẳng lẽ chỉ có chuyện là người nam đi đến vợ, người nữ thì là sai trái, người nữ đi đến chồng, người nữ khác thì... Nó có từ người chồng ra, nhưng mà cái công thức ấy, thì nó lấy từ này. Thầy cũng không biết sao. Tại vì không có. Tại vì không có. Từ spa với nhau đúng không? Không có, thì không có được. Rồi, với cái hộp cái này này. Rồi, dễ mà đúng không? Trong lòng. Như vậy nghĩ như thế nào? Đúng, các ngươi nghĩ như thế nào? Các ngươi nghĩ như thế nào? Pháp thiện, các pháp thiện, tại vì mê là đại cơ chỉ định. Đúng rồi, các pháp thiện và các pháp này thiện. Đúng. Hay bất thiện. Đúng, các pháp đó là thiện hay bất thiện. Rồi. Dạ thưa đại đức, bất thiện. Đúng, rồi. Bây giờ rồi chỉ đáp chữ thôi. Có lỗi. Có lỗi đúng. Có lỗi. Hay. Hay không có lỗi. Đúng hay không có lỗi. Thưa đại đức, có lỗi. Đúng, có lỗi. Bị chê trách
được khen ngợi bởi bậc trí. Rồi vị chê trách bởi bậc trí hay được khen ngợi bởi bậc trí. Rồi. Thưa đại đức, vị chê trách bởi bậc trí. Trí là bởi. Bạn hay dễ đó ha. Bạn hay dễ. Đoạn sau thì cũng giống như Trang ha, nó đảo với lại là buôn hoa, buôn sông với lại buôn si thôi. Nó đã đảo cái nghĩa với lại là bây giờ giải thích cái hàng khẩu thì tới đây là nó giống nè, vì như qua sơ hoa tập đây ha, là do có đức cái đảo này đó, tức là cái pháp mà buôn hoa, buôn sân, buôn si thì được một khí khen ngợi, nó phát triển cái lỗ rồi một khí khen ngợi, rồi cái ở dưới cái cầu dưới nó mới thật sự khác biệt từ đó đi mà hàng giải thích cái đó tức là cái sao phá sao ma đi nát thì giá su ba giá mà người tranh thủ cái nhanh từ vì nó cũng giấu mà ha, chứ không giả luôn. Cha tí không cha tí mà
từ cho quý vị. Quý các người tưởng biết nhớ không, với cái bài chứ không, tức là ở đây là dùng cầu khí cắt thì đây nó có nghĩa là một cái lời khuyên nhập, tức là cái khi nào các người tự mình quý đó thì các người hãy hãy nói gì ở đây các người tự mình quý sao. Cái người còn các pháp bây giờ nó chỉ gì? Nó
là hai chuyện khác nhau mà. Lúc đây là một người và có thể làm năm vị, liên quan đến đâu các pháp là năm cái vị đó. Một thì một người, nhưng mà có quyền làm năm vị, hai cái khác nhau đâu liên quan đâu, sao cũng gọi là gì được. Cái người mà tham á thì có thể làm năm vị là gì, là giết hại, sát sinh, lấy của không rồi đó. Thì năm vị đó thì đang nói các pháp là năm cái vị đó. Còn cái người vô tham thì không làm năm vị đó. Thì các pháp mà thì mà nói đó, cái chuyện mà không làm năm vị đó, tại vì nhất không làm thì hay mà đưa năm cái thì đưa xuống nhiều, nhưng mà đã nói là nó một người. Có ai cái chuyện hay không ạ? Đúng không? Không hiểu mà cái hiệu ứng không muốn
ta ta nói như này là vậy này không hiểu các người học qua rồi nói này người sẽ phải lúc cái mình nhận không tại vì cái vấn đề trong cái định nghĩa là cái khi mà mình muốn định nghĩa cái gì là cái đây là cái lô pha là cái định nghĩa thì bây giờ khi anh định nghĩa ra bằng một cái từ khác thì thứ nhất cái từ nó phải đáp ứng hai tiêu chí là cái từ đó nó phải đồng nghĩa với cái từ mang định nghĩa tức là ở trên đang hỏi về lô pha ở dưới lấy hạt cha là định nghĩa định nghĩa thứ nhất hạt cha phải đồng nghĩa lô pha là một chuyện cái hai là hạt cha với lô pha là phải khác nhau chứ nếu giống nhau thì còn gì nói nữa bây giờ ví dụ như đứa con hỏi mình là ba ơi anh nhân là gì thì mình trả lời nó sao anh nhân là người đàn ông chứ mình trả lời nó anh nhân là nam nhân rồi quay con đúng không nó phải khác cái ba là cái từ mà được định nghĩa đó nó phải là cái từ dễ hiểu hơn cái từ mà cái người nghe có thể hiểu thì mới là định nghĩa chứ mình lại đưa ra cái từ gì đó người ta có hiểu được thì còn gì đó định nghĩa đúng không thấy luôn vấn đề nhưng ở đây đang định nghĩa tham cái này là dùng tiếp cái chữ tham nữa khi mà dịch nó dùng tiếp chữ tham nữa ta xong không xuôi không đọc ở đây nó mất cái vấn đề hoàn toàn không ai hiểu vấn đề ở đây là đang định nghĩa nhưng nó đọc nhưng không hiểu được vấn đề cái dòng những bài tiếp theo thì dòng tham và bài dịch này sau bây giờ mình coi những cái bài dịch tiếng Anh cho nó xem người ta hiểu như thế nào thì bài dịch của ngài Nha La Vô Ly đó sorry tiếng Anh bài dịch là what do you think be there wish wish và ham tiếng Anh là wish có ham hay không yes nghe hồ sơ là đây là dùng cái chữ mà lô pha là dịch là từ cái covetous khi được thì không ta một cái từ khác đúng không không phải là cũng là nó ngang cũng là khác khác không rất là rõ ta nói sự khác khác chính là ý nghĩa của chúng ta cũng hiểu ra công thức là gì tại vì của ngày nay thì không rồi bản dịch của ngài Suyato đó cũng vậy cũng dùng hai chữ đó cái cách quý ở đây nó khác với covetous thì what I mean là ta nói cái wish đó là covetous trong cái bản thân chúng ta cũng thấy nghe rõ rõ ràng ha thì ngày Thích Minh Châu là ngày là cái người đi tinh hôn cho các tự nhiên nó có thầy có kia cái thời xưa nó như thời hay nó đưa cho em nhưng mà khách quan mình nói hiện tại nó có nhiều chỗ còn nhiều chỗ khác có gì nó bị hạn chế ở đây không phải cái lỗi ngày cái điều kiện đó thiếu thốn bị do này tự nhiên hay mà có nhiều chỗ trong bản dịch của ngày này nó bị hạn chế nó không phải là đúng nhưng mà vấn đề là những
là nó sẽ đi lại mấy cái bộ bài đó, nó bị bằng và nó xuất bài ra ngoài, nó xuất bài ra ngoài. Thì cái hội này nó thành lập 1864, cái đoàn nó chuyện hội những tình hình nữ sẽ kỳ ha, trước khi mà nó hội qua lên đấy đó. À đó thì nó xuất hiện, nó có xuất bài ra ngoài thì từ lúc nó xuất bài ra ngoài thì công chúng người ta biết đó, mà chẳng những là chuyện đó nó lớn, mà cái phong trào nghiên cứu tiếng Anh cổ tiếng Anh cũng vậy, nó có tác dụng là một phần nhờ họ. Thì cái cách nó thành lập nó hoạt động là sao, tức là nó ở hình thức một cái câu lạc bộ, nó không có trụ sở, nó không có nhân học gì luôn, nó cũng không có nhân viên với biên tập viên biên chế hay là một phần họ không hài lòng họ. Và những cái biên tập viên đó là những người tình nguyện, người ta tình nguyện, người ta sẵn sàng không có tiền lương, tức người ta phải sống bằng nghề khác, nhưng mà thường cũng là những người trong học tức là giáo sư dạy các trường đại học. À, hiếm khi đó người ta thì cái đầu có là cái đầu ra giải được cái đầu ra là những người mà làm thì đồng ý học tư tình nguyện, bây giờ cái đầu vô thì phải thu. À, thì cái độc giả sẽ nhận cái bản đó quyền tư còn quyền, còn nhiều như năng suất nó cao nó thể trong năm 3-4-7 thì độc giả chỉ là nhận 1.000 bản đó thôi, là sẽ gửi bằng đường của mình. Rồi về phía biên tập viên á thì về cái chủ đề họ nghiên cứu, họ chọn ra những cái tác phẩm nào xuất bản là hoàn toàn do họ sẽ chủ động, và do họ cảm thấy gì quan trọng họ sẽ đề xuất với một người đọc, và nếu được duyệt á thì sẽ tiến hành biên tập theo những cái quy định, theo cái bộ hướng dẫn của cái hội này, tức là nó có những cái sách ra, sau đó sẽ xuất bản ra. À, thì do này nó hoạt động bằng cái cách như vậy. Thì ông Chris sau khi ông thành lập lên á, hỏi thấp điện Bali họ cũng làm cái cách như vậy, tức là đầu tiên á là độc giả cũng sẽ mua nhà, giá nhà là một ghi đê cho một năm hoặc là năm ghi đê cho 6 năm cho cả năm. Thì cái giá này bây giờ mình tính lại với thời gian hiện tại thì nó phải mấy trăm ngàn, một năm chỉ phải mấy trăm ngàn chưa nói chuyện cũng rẻ đúng không, cũng khá đi ha, một ghi đê mà tính tới giá là nó chỉ mấy trăm ngàn chưa nói chuyện ha. Và ngoài ra cũng kêu gọi đóng góp, ha, cũng kêu gọi đóng góp cho cái tạp chí định kỳ của họ, đó là Sinh Hoạt Bali Press Society, là có cái phần mà quy hoạch vốn kêu gọi đóng góp, kêu gọi đóng góp báo cáo tình hình thu chi công khai các kêu gọi đóng góp. Thì cái tạp chí này đầu ra mảng nội dung khoảng một năm ha, thì nội dung tạp chí nó xong báo với độc giả về vấn đề học thuật này, tức là công bố những cái phát hiện mới, tức là đang làm tới đâu rồi, tức là đang đi học tới ví dụ như đang đi học tới trường bộ là cái nào cái nào, viết ra khi mà đi làm vậy phát hiện các vấn đề gì, ví dụ như cái thủ đoạn nó được chữ không có tốt thì nó bố cái phòng hàng như thế nào báo cáo được, rồi về nội dung có gì đặc sắc có gì là báo cáo được, cũng là về tổ chức cũng báo cáo được, cũng là hiện tại nhân sự họ bao nhiêu người, phải gặp có các gì, ví dụ như chuẩn bị hết tiền là gì đó, hay là hôm nay ông đang làm cái này là ông bị bệnh hay đó là thiếu tiền làm cái gì, thì cũng báo cáo được trong cái tạp chí này. Cái tạp chí này nó từ năm 1800 mấy là cái từ thời họ mới lập cho tới bây giờ nó rất nhiều số, thì những số mới nó đương nhiên mình phải bỏ tiền mình mua, tức là hồi này bây giờ cũng còn mình vẫn có thể mua về hàng thì rồi mình nhận theo cái cách này, nhưng mà những cái số tạp chí cũ của nó là nó đang free cho mày, nó free cho mày dạng kia mình phải đau tiền còn để mình phải hiểu về lịch sử và cái thời nghiên cứu bài mà. Thì thời xưa là thật ra thời xưa thời này họ nó còn nó nhiều lắm, bây giờ là tương đối của tình hình cái thời này hoạt động rất là có rất nhiều nhiều động tình.
rồi một cái ví dụ ha là vào năm 1882 đó mùa xuân đó, tức là sau khi mà thành lập hai năm đó thì 70 vị cao tăng của giáo hội Sri Lanka họ đặt mua vàng và đặt mua vàng, họ cố tình họ đặt mua vàng để họ hỗ trợ hội, tại vì với cái giá tiền đặt mua đó là đủ cái tiền cho hội lớn trong vòng thì cái tạp chí của năm này là nó có nói các đoạn vô thì có là 70 cao tăng lúc này cho là để nó là chiếm gần nửa số lượng mua vàng của các hội đoàn là lúc đó mới có 140-150 thì 70 này chiếm một nửa, cho nên ông Chris đã biết ông nói lúc đó ông phải điều chỉnh một chút về nước ngoài đó của họ, tại vì ông phải phục vụ cho phải việc cao lý do là cái hội này cái hướng chính của ông vẫn là nghiên cứu về Bali, nhưng mà ông có nói là ngoài Bali ra ông sẽ xuất bản luôn cả bên Sanskrit, tức là mình học bên Sanskrit và xuất bản luôn những cái tác phẩm của Vinaya. Ông có nói đó thì ông nói là bây giờ 70 vị ở đây cho nên là ông sẽ ưu tiên cho Bali trước, ông sẽ lại Bali và không quan trọng thì tại lại trong cái phần chính họ đó là cái cách hoạt động của giáo hội Bali Tech Society. Thì hiện nay hội này nó vẫn còn được một năm thì nó chỉ ra được khoảng một cái sản phẩm, thậm chí thì hiện cũng khoảng một hai năm nó mới ra, tại vì giờ cái phong trào nó hơi xuống, nó chậm lại chứ nó không bằng một thời kỳ này. Một phần vì cái thời kỳ này người ta cũng làm quá nhiều việc, bây giờ là này thì có đi sâu. Thì ngày thì theo môn thi á, và lúc trước ngày tôi cũng có mời lời tổng tập của hội này, hội Bali Tech Society này là một cái gì đấy. Ok, kết thúc cái bài học hôm nay ha. Có thắc mắc gì cứ hỏi ha. Còn cái buổi đó thì chốt ha, tức là mình làm sẽ học buổi sau là buổi cuối luôn. Buổi sau là buổi cuối.